1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi có một cây viết. Tôi có một trái táo. Ồ, tôi có một cây viết táo. Tôi có một cây viết. Tôi có một cái thơm. Ồ, tôi có một cây viết thơm. Cây viết táo. Cây viết thơm. Ồ, viết táo thơm. Các bạn thấy không? Đây là bài hát bình thường mà có thể làm cho hàng triệu người mê trên thế giới. Nên Tiun cũng muốn lấy việc bình thường của mình là kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật để giúp cho thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn là động lực để Tiun mang đến tương lai tươi sáng dành cho các em nhỏ.